Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả bạn vũ đạo của ca khúc Cool Blooded của Jessie nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đưa hai chân ra như thế này và kéo phần tay ngang qua như thế này và phập phập. Ok, phần hông của mình sẽ nhún xuống và đánh lên hai lần, sau đó mình dành bùm bùm. Ok, mình đếm lại nha. Hai tiếng, một hai ba bốn bùm bùm. Sau đó mình sẽ đặt tay lên một và hai. Phần tay của mình sẽ đánh lên như thế này. Rồi phần chân bên phải của mình sẽ bước lên kèm theo đánh hông qua bên phải. 1, 2, ok. Phần đầu mình sẽ nghiêng về bên phải một chút xíu ha. 1, 2. Rồi sau đó mình sẽ để cái tay giống như gọi số điện thoại vậy đó. Rồi mọi người đánh cái phần hông qua bên phải hai lần. I, I. Ok, mình đến lại nha. 1, 2, 3 và 4. Sau đó mình sẽ đưa phần tay lên ngang xéo như thế này và dòng ngược lại lùi chân phải xuống và phần tay của mình sẽ kéo lên như thế này. Ok, và tiếp theo phần chân phải mình bước lên trên, mình tạo cái phần tay của mình dòng qua như thế này 3 lần. Ice, ice, ice. Rồi phần chân của mình sẽ nhún nè. Ice, ice, ice. Phần đầu gối mình sẽ nhún lên nhún xuống như thế này. Ok, mình đến lại nha. Hai đi. Ice, ice, ice. Sau đó mọi người sẽ xoay phần tay dòng qua đầu, qua phía bên trái, ra đằng sau và dành thẳng lên như thế này. Phần chân của mình sẽ xoay một vòng, đá lên và dừng. Ok, hai đi. Bùm, and tap. Rồi, sau đó mình sẽ vuốt phần tay qua, hất cái phần chân lên và vuốt cổ, dừng. Phần hông của mình cũng sẽ đánh qua đánh lại ha. Trái, phải, trái. Rồi mình đẩy hai tay ra và dừng. Sau đó mình bật phần tay lên như thế này. Rồi, động tác cuối cùng, cuộn và dằn. Tay lên và dằn ra ngoài. Ok, đi sẽ đếm từ đầu cho tới đây, sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc, chắc, chù chù chắc. 1, 2, 3, 4. Ice, ice, ice. Và xoay, dừng, kéo, hóc. Ice, ice, ice. Đẩy và dần. Tai, dừng, tai and ra. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc cái tốc độ chậm nha. 6, 7, đi. 2, 3. 3. Xong vũ đạo của ca khúc Cool Blooded của Jessie rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bin làm bài hát nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Đừng quên like và share video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.